Chính quy tắc trong năm có phần kỳ quặc của Hoàng gia Anh. 1. Những người thừa kế ngai vàng không được di chuyển trên cùng một phương tiện. Tránh trường hợp nếu không may xảy ra tai nạn giao thông sẽ không có người lên ngôi. 2. Là người đứng đầu Hoàng gia Anh nên vua Charles III luôn phải có hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Vì vậy, trợ lý và stylist riêng của vua luôn chuẩn bị hai bộ quần áo đúng hệt nhau cho một sự kiện. 3. Trẻ em nam trong Hoàng gia Anh phải mặc quần short thay vì quần dài cho đến một độ tuổi nhất định. 4. Phụ nữ Hoàng gia Anh chỉ được dùng tông son hồng hoặc màu nude. Họ không dùng son sáng màu để tránh son môi dính vào răng khi tiếp xúc người đối diện. Ngoài ra, phụ nữ Hoàng gia Anh thường để móng tay ngắn và son màu nude để giúp móng tay gọn gàng, sạch sẽ và thanh lịch. 5. Hoàng gia Anh không ăn động vật có vỏ. Loại thức ăn này bị cấm vì có thể dẫn tới vấn đề về sức khỏe. 6. Thành viên Hoàng gia Anh phải mang theo máu để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Một bác sĩ riêng sẽ đi cùng họ để thực hiện truyền máu trong tình huống cần thiết. 7. Các thành viên Hoàng gia Anh luôn mang theo đồ đen trong hành lý để đề phòng cho tin xấu bất ngờ. Nếu có người thân qua đời trong lúc họ ở nước ngoài thì họ sẽ có sẵn trang phục dự tang khi trở về nước. 8. Hoàng gia Anh phải học thêm nhiều ngoại ngữ, nghi thức quốc gia khác để có thể giao tiếp với mọi người. Họ cũng có trợ lý hướng dẫn cho các chuyến đi quan trọng. 9. Các thành viên Hoàng gia Anh rất thân thiện với mọi người. Tuy nhiên, họ không bao giờ ký tên để tránh trường hợp không may ký vào văn kiện quan trọng nào đó, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.